ngày 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức khởi công xây dựng cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh thuộc dự án xây dựng tuyến đường trục Hồ Sen Cầu Giàu 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con. Đến dự có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, trong những năm qua, hệ thống giao thông Hải Phòng được đầu tư theo hướng đồng bộ và hiện đại. Đặc biệt, sau khi thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cảng biển, thành phố tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối vùng với khu vực có các cảng biển, nên cải thiện được tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Công trình cầu vượt Nguyễn Văn Linh là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Hải Phòng, có ý nghĩa to lớn trong việc giải phóng hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng. Dự án sẽ bảo đảm an toàn giao thông khi trung tâm thương mại Aeonmall đi vào hoạt động. Để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực thực hiện dự án. 2. Ban quản lý cầu khẩn trương mở rộng đường, đảm bảo mỗi hướng đi trên quốc lộ 5 có 2 làn đường phục vụ giao thông, đồng thời quản lý chặt chẽ các hoạt động thi công công trình này. 3. Giao Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn giao thông đảm bảo không gây ùn tắc và tai nạn giao thông trong suốt quá trình thi công dự án. 4. Yêu cầu nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực để thi công 3 ca một ngày, tổ chức giám sát thi công công trình đảm bảo chất lượng và mỹ thuật, đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết và phấn đấu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2019. Đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động. 5. Yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính cân đối bố trí đủ vốn theo tiến độ để thi công dự án. Dự án xây dựng đường trục Hồ Sen Cầu Giàu 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, bao gồm xây dựng hai công trình. Trong đó, công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh và đoạn kết nối với đường Chợ Hàng cùng hệ thống kỹ thuật có mức đầu tư 360 tỷ đồng. Công trình này xây dựng nút giao theo phương án cầu vượt trực thông trên đường Nguyễn Văn Linh với kiến trúc cầu vòm, chiều dài cầu 288,2 m, nhịp chính 100 m, bề rộng mặt cầu 19 m, đoạn đường chắn hai đầu cầu từ 16,5 đến 19 m. Tại nút giao này còn xây dựng đường nhánh hai bên cầu có nền đường rộng 10,5 m, gồm mặt đường 7,5 m, vỉa hè 3 m. Tại lễ khởi công, Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng đại diện chủ đầu tư cam kết hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán năm 2019.